Các đơn vị chức năng công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi làm giả vé thu phí đường bộ. Đáng chú ý là hành vi này đã tồn tại từ lâu, nhưng đến nay các cơ quan chức năng mới phát hiện bắt giữ. Ngày 12 tháng 1, Phòng An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ phát hiện Nguyễn Hồng Quang sinh năm 1972 trú tại Liên Ninh, Thanh Trì, thành phố Hà Nội mang theo 500 vé dịch vụ cước phí đường bộ, tổng giá trị ghi trên vé là 78 triệu đồng và Triệu Văn Quang sinh năm 1986 cùng trú tại địa chỉ trên mang theo trên người 515 vé dịch vụ cước phí đường bộ, tổng giá trị ghi trên vé là 79,8 triệu đồng, có dấu hiệu làm giả. Tổ công tác đã đưa hai đối tượng trên về trụ sở công an làm việc. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đặt in, mua vé giả từ đầu năm 2021 tại cửa hàng photocopy tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì do Nguyễn Thị Huệ sinh năm 1969 làm chủ và cửa hàng photocopy tại xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội. Vé được bán cho khách và lái xe có nhu cầu mua. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng và các cơ sở in vé giả, cơ quan điều tra phát hiện thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng. Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Văn Quang, Nguyễn Hồng Quang và Nguyễn Thị Huệ. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng trên về hành vi làm buôn bán tem giả, vé giả theo quy định tại điều 202 Bộ luật hình sự năm 2015. Thưa quý vị, cận Tết là thời điểm tình hình giao thông đông đúc và rất dễ có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại các thành phố lớn như thủ đô Hà Nội. Chính vì thế, nhờ có sự hỗ trợ của hệ thống camera giám sát thu thập lại toàn bộ hình ảnh giúp cho lực lượng chức năng xử lý triệt để các hành vi vi phạm trên các tuyến đường. Cho rằng thời tiết xấu, các lực lượng chức năng sẽ không trực tiếp xử lý vi phạm trên các tuyến đường. Và thế là những vi phạm giao thông liên tục diễn ra. Thế nhưng, ở một ngã tư khác, chỉ ngay sau khi vi phạm phát sinh, hàng loạt các phương tiện đã bị yêu cầu dừng xe với những bằng chứng rõ ràng. Cái làn đấy là tôi phải đi thẳng nhưng tôi lại rẽ. Không cần phải chờ gửi thông báo phạt nguội về địa phương, dễ gặp rủi ro cho chủ phương tiện. Ví dụ như việc bị thất lạc vì chủ xe không sang tên đổi chủ khi mua bán phương tiện, hay chủ xe không cập nhật dữ liệu xử phạt qua hình ảnh, gây nhiều khó khăn trong quá trình đăng kiểm. Rất nhiều phương tiện hiện nay đã được xử lý ngay sau khi phát sinh vi phạm. Các camera này không khác gì các lực lượng chức năng đang có mặt tại các tuyến đường. Chỉ khác ở chỗ nó hoạt động 24/24 giờ và những vi phạm thì bị phát hiện một cách triệt để. Tại những cái tuyến đường ngã ba ngã tư khi vắng bóng lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông, thì người dân vẫn tuân thủ theo luật giao thông, bởi những cái tuyến đường với những cái tuyến phố mà có hệ thống camera giám sát thì mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Rất là gọn, tức là chúng ta thực hiện theo thủ tục rút gọn. Xác định một cái xe có hành vi vi phạm thì có thể là cái người thực thi đó là chụp ảnh lại hoặc quay những các cái đoạn clip lại để xác định rằng cái xe đó đang thực hiện và đang ở cái vị trí vi phạm. Đây là một cái quy định mà chúng ta cần phải nhân rộng. Việc xử lý vi phạm qua hình ảnh thu thập từ camera giao thông sẽ được lực lượng cảnh sát giao thông tích cực xử lý trong giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Nhằm nâng cao ý thức của người điều khiển phương tiện, xử lý triệt để các vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, ngăn chặn từ gốc các nguyên nhân có thể dẫn tới tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.